lấy được 1 ký bao nhiêu tiền anh? 120 ký. Đó. 250 ký. Khoan. 170 ha anh? Dạ 170. Cá này là 170.000 ký đó cô chú. Cá trà dầu luôn á. Nãy đừng tưởng đâu là con cá leo không à. Dỡ lên được là em nhà anh dỡ lên nè, tại cá bự lắm cô chú ơi. Dạ em chào tất cả chú anh chị và các bạn, rất vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo em ngày hôm nay. Hôm nay cùng em về La Ngà để đi chợ La Ngà nghe cô chú. Ở đây thì em thấy cảnh rất là đẹp luôn. Cách đây khoảng 500m thì có chợ La Ngà. Phía trước cô chú anh chị bạn là khu bán cá mà khách du lịch hay đến đây đi ngang và mua lắm cô chú. Nên em ghé lại em quay chợ La Ngà cho cô chú biết chợ La Ngà ở đây và giá cả của cá để cô chú anh chị bạn có đi du lịch đi ngang thì có ghé mua nha. Đây là sông La Ngà nè cô chú. Buổi sáng thì ở đây xuồng ghe cũng rất là đông luôn. Ở đây thì bà con buổi sáng đem cá vô trong chợ bán cô chú, thì ta bán nhỏ lẻ thôi à, xuồng thì người ta đậu dưới chân cầu á. Do ở đây là không có đường đi xuống cô chú, muốn đi xuống đường đây á thì phải đi bằng xuồng nè nên mới đi xuống được, nên em không có đi xuống bè cho chú quay chú bạn xem cảnh sinh hoạt ở đây buổi sáng. Ở đây con chú đi bán cá về nè cậu chú. Nước lên thì ở đây ngập rất là cao luôn á, thì bè của mọi người sẽ giãn cách ra. Còn mùa nước giật á thì mọi người chỉ đưa bè xuống dưới lòng sông thôi cô chú, rất là gần nhau. Cảnh ở đây rất là đẹp luôn nha. Anh em ta di chuyển bằng vỏ và xuồng là chủ yếu của chú. Sông này thì cũng rất là dài luôn, nói tới hồ Chi An luôn đó cô chú, mà hiện tại thì cũng rất là ít nước. Bên đây là cây cầu cũ nè, cầu chỗ này thì ban đêm cũng có rất là nhiều người đến đây hóng mát. Cô chú đi du lịch ban đêm có thể ghé ra đây nè, ban đêm ở đây có cái quán lưu động, mọi người cũng ra đây rất là đông luôn. Rồi bây giờ cùng em đi lại chợ La Ngà nha cô chú. Và wow, hiện tại thì vỏ đi sông cũng đông lắm cô chú, mọi người ta đi di chuyển á, đi bán cá này kia. Ở đây chủ yếu là người ta nuôi cá lóc, cá rô, cá điêu hồng. Cảnh đẹp quá. Ở đây cũng có một cái bến cá nữa cô chú. Bến cá thì nằm ở bên Tượng Đài Chiến Thắng bên kia á. Còn đây là những cái xuồng mình đi bán cá từ rất là sớm luôn. Ở bên kia cầu thì cũng có rất là nhiều bè luôn cô chú. Em nghe cô chú nói là ở đây là đa số là bà con ở miền Tây với lại bên Campuchia di dời qua đây để làm nghề nuôi cá. Rồi bây giờ em sẽ tiến thẳng lại chợ La Ngà luôn nha. Cách đây khoảng 500m à, nằm trên đường quốc lộ 20 luôn. Hiện tại là khoảng 7:30 chú, trời rất là nắng. Ở chỗ này thì có một cái quán cơm cũng rất là ngon luôn cô chú. Em thấy xe người ta đậu rất là đông luôn, ai cũng ghé đi ăn hết trơn á, xe đậu thì vô tư luôn. Ở đây một phần cơm là 90.000 cô chú, gồm canh chua, cá kho với lại rau luộc. Quán cơm Tuyết Mai này cô chú, ở đây cũng có bán cá nữa. Đây đây có một dãy quán cơm niêu luôn nè. Ở đây là nổi tiếng cơm niêu cô chú. Ở đây có quán cơm Tiết Mai, buổi trưa đông tới tối luôn. Một phần cơm là 90.000, rất là ngon, hợp với khẩu vị của miền Tây.
chỗ này thì có bán cá nữa mà không bằng ở đầu cầu bên kia. Đầu cầu bên kia bán nhiều lắm cô chú. Này quán cơm Tuyết Mai 1, cơm niêu. Ở đây sáng thì nắng rất là sớm luôn á. Dạ, hiện tại thì em đang đứng ở phía trước chợ La Ngà này cô chú. Đường này là đường quốc lộ 20, hướng đi hướng này là mình sẽ trở về chợ Giấc Mơ. Còn đi thẳng về phía sau lưng em á, mình sẽ về Định Quán nha cô chú. Mình đi qua cầu La Ngà. Còn đây là chợ La Ngà. Chợ này đông nhất là khoảng 8 đến 9 giờ sáng cô chú. Chợ này thì cũng nhỏ thôi chứ không có lớn. Ở đây xe cộ rất là đông luôn á. Đi qua lại rất là đông đúc đường quốc lộ. Đây có bán cháo dinh dưỡng nè cô chú. Đó. Cháo dinh dưỡng. Ở chỗ này thì cũng có bán trà đá đường luôn cô chú. Mình kêu là trà đá đường nha, một ly 5.000 thôi à. Cũng như ở miền Tây. Chị bán đây lâu chưa chị? Dạ. Chị bán đây lâu chưa? Dạ. Mấy năm rồi. Mấy năm luôn hả? Dạ. Phía trước chợ có bán cháo dinh dưỡng nha cô chú. Đây. Còn máy này làm những món gì vậy chị? Dạ, những thịt cá, tôm, bò, à, thịt cá, tôm, bò. Chị bán phần gì là nhiêu tiền? Từ 10, 12, 15 anh. Dạ, dạ. Đó, bà chú có đi mua cháo thì ra đầu chợ nè. Em cảm ơn chị nhiều nha. Rồi, mình sẽ đi vô trong chợ này cô chú. Nãy giờ em cũng đã đi một vòng ở trong đây rồi. Thì chợ này thì cũng không có đông đúc như là chợ Giấc Mơ đâu. Chỗ này có bán dừa nè. Phía sau chợ là giờ bán cá, rau củ quả nằm phía trong cô chú. Chợ La Ngà, đặc trưng văn hóa. Hôm nay thì em sẽ quay chợ La Ngà nè. Rồi em sẽ quay bến cá. Và sau đó em sẽ đi lại chỗ đầu cầu á. Đầu cầu La Ngà thì chỗ đó có bán cá rất là nhiều luôn. Em sẽ quay những loại cá đó và hỏi giá cho cô chú nghe để có dịp đi du lịch, đi ngang ghé mua cá luôn nha. Rồi cùng em đi vô chợ. Nhà làm chợ chỗ này thì bán quần áo nè, mỹ phẩm, xà bông. Phía sau là bán rau củ quả, cá thịt, đồ ăn sáng ở trong nhiều lắm cô chú. Trong đây thì hơi tối nha cô chú. Chợ La Ngà. Em chỉnh là chợ sáng cái. Chợ cái này vắng vậy đó hả anh? Dạ. Dạ. Bình thường thôi, bảy nhật có đông anh? Bảy nhật thì hay có khách. Dạ. Chứ cái này là vắng vậy đó ha. Trời vắng lắm. Dạ. Em mới đi ngang đây vòng thì không có khách vô đây. Rất là vắng luôn á cô chú. Dạ. Chợ Giấc Mơ ngày qua em quay đông lắm. Dạ. Đây những cái tiệm tạp hóa, quần áo nè. Thì cũng vắng khách. Em cảm ơn anh nhiều. Đây bên trong chợ là ngày cô chú. Đây bán rau củ quả nè, bên trong bán cá. Thì bà con ở nuôi cá ở Lăng Bè đó thì cũng có đem cá lại đây bán nữa. Đó. Sầu riêng. Sầu riêng này chắc là sầu riêng Thái quá hả? Sầu riêng Thái hả chị? Cái này là sầu riêng thuần. Dạ. Ghi 6 hả? Dạ, tại đi nghe đi xa xa nghe mùi thơm quá lại đây luôn. Anh đi làm youtuber hả?
Dạ em đi quay chợ YouTube. Dạ em làm YouTube. Đó. Wow, mấy muối ngon quá. Dạ dạ cô được hết ăn muối. Dạ cái này mới ngon này, cái này thơm quá chừng muối luôn. Dạ cái này có không? Chị mua mấy trái hả chị? Ba trái hả? Đó, sầu riêng này có chút giống cái sầu riêng Thái quá hả? Sầu riêng Thái, sầu riêng này chứ ký nhiêu chị? Dạ 35-60 của chú. Có bơ có cam nữa nè. Dạ em cảm ơn chị. Đây khu vực ăn sáng nè cô chú. Ở đây có bán hủ tiếu mì bánh canh cháo luôn. Đó. Bún bánh canh hủ tiếu mì. Dạ em quay ở đây ăn sáng. Đừng quay tôi vô. Dạ ở đây bán tô nhiêu chị? Ở đây bán tô bún 20 ngàn. À vùng quê mà. Dạ vùng quê chú ơi. Ở đây một tô chỉ có 20 ngàn thôi à, bằng tương đương với những chợ khác. Cái này là bún bò tái của người ta, có phải cái chị đó mà chị lá rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Đi hướng bên đây qua là chút. Chỗ giữ xe thì có, hồi nãy em vô thì có một chiếc một à. Tại trên này vắng. Rồi chào đó. Kệ bà bên kia đẹp gái quay đó. Núp à. Đêm bán xà bông mỹ phẩm. Cà phê hả chị? Không ạ. Xăm hả? Chè hả? Chè à. À dạ. Bán ở đâu hả chị? Dạ. Chút là em mua. Rồi giờ này vắng buồn lắm cô chú. Đây là hàng bánh nè. Cô đang làm gì cô? Bánh này cái nhiêu hả cô? Bánh ít thì 5 ngàn. Dạ. Cái 5 ngàn. Dạ. Cái 6 ngàn. Có nhân dừa không cô? Có. Nhân dừa này phải không? Rồi đúng rồi. Dạ cho con 2 cái. Đó. Bánh đó cô chú. Cô làm bánh. Cô bán tới mấy giờ con nghỉ cô? Ế lắm 12 giờ lận. Bán hết bánh mới về? Không, cũng không hết được. Dạ. Dạ. Có con 10 ngàn phải không? Dạ, con 10. Dạ lấy một con nha. Rồi, cảm ơn cô. Chợ nó bán lắm con ơi, chợ con người. Đó, con mua mớ hàng lại cho cô bán đắt nha. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Bánh bánh dày này cô chú. Bánh này giò. Bánh ú hay em cô? Bánh giò. Bánh giò. Bánh giò, bánh chưng, bánh tét. Bánh giò, bánh chưng. Dạ. Bánh tét. Bánh mì, bánh nước. Mì quảng, hủ tiếu. Dạ. Bánh canh. Dạ. Cô bán được. Cô bán đủ thứ bánh luôn. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Con bánh cũng dễ thương. Đó, chè nữa nè. Chè xôi. Wow, xôi này cô chú. Chị ơi, chè em có xôi chị? Xôi lá cẩm hay chị? Ơ, tím tím á. Dạ. Là cẩm phải không chị? Dạ. Hai gói, gói 5 ngàn đi. Hai loại ha. Em ở An Giang mà. An Giang. Dạ. Đây em quay gần soi cho cô chú xem nè. Có nước có gì vậy? Bánh nước nè. 4 loại soi luôn nha. Ủa? Có thịt, có cá. Ủa? Cái đấy anh bánh cuốn thịt mà. Nào. Cái đấy là bánh cuốn anh đó. Bánh cuốn. Bánh cuốn. Quên nữa. Bánh nước đâu? Ở đây là sơ mặn. Mấy cái đây này. Đây là bánh cam nè. Ủa bánh này bánh gì lạ hả chị? Đâu, đây là bánh dày chả. Bánh dày chả hả? Bánh dày chả cô chú. Dày giò đó, người ta gọi là bánh dày giò. Dày giò. Đúng rồi. Bánh dày giò.
Dạ. Chả là trong Nam. Dạ. Chị gói cho em hai cái bánh này luôn nha. Ăn thử cho biết. Đây, gửi đây đỡ đi. Hai cái bánh. Em ăn liền chưa để chị cho muối tiêu cho. Dạ, chút nữa em quay xong em ăn. Quay xong cho muối tiêu nha. Dạ, bánh dày giò của chú. Đó, lần đầu tiên gặp bánh này nha. Để muối tiêu riêng ấy nha. Dạ. Nhiêu tiền chị? À, 4 bánh có 20 à. Cho em để đây xíu nha. Em đi quay vòng em đảo lại đây. À. Ở đây nhiều có gặp một chú ngồi đây. Chú quê ở đâu chú? Chú quê ở đây hay là miền Tây? Dạ. À, ở xa đây hả? Dạ. Chú có gia đình gì không? Hay là mình nên? Dạ dạ. Rồi chú đi xin ở đây rồi nào chú về vậy? Xe ôm về hả? Dạ. Đây xe ôm là đó bao xa chú? Mấy cây. Mấy cây hả? Dạ. Mười mấy cây. Dạ. Chú ơi, chú bị bệnh này là hồi nhỏ hay là mới đây chú? Dạ. Hồi nhỏ hả? Dạ dạ. Con có duyên gặp chú, con thay mặt cho cô chú Trương Trần tặng cho chú 600 ngàn nè. Để chú về mua gạo. Rồi, con đi nghe chú. Rồi, bên đây trái cây nè cô chú. Đó. À, giải chưa lớn tuổi không chị? Chưa lớn tuổi không? 25 hả? Hai mấy hả? Ba mấy tuổi hả? Dạ. 42 rồi. Dạ. 42 tuổi. Ở bên kia bán quần áo bên kia luôn rồi chú. Hàng trái cây mía đó đó, cô bên đây là bán rau củ quả cá thịt. Trời thì cũng nhỏ thôi chút, đi một vòng hết rồi, tại cũng vắng đó. Sầu riêng chả. Rồi, mình đi qua khu bên đây nha. Rồi, ở đây có cô bán chuối nè. Cô ơi, chú cao nãy nhiêu vậy? Chú cao hả? Dạ. 6 ngàn. Dạ, 6 ngàn. Cho con một nãy đi cô. Lấy cho chẳng 10 ngàn được không? Dạ. Chú cao. Cô bán 6 ngàn. Nhà vườn. Nhà của cô luôn hả? Nhà vườn đi chú ơi. À, nhà vườn luôn. Bán sầu riêng luôn đi anh. Sầu riêng ký nhiêu chị? Sầu riêng hạt lép từ Thái ở nhà. Dạ. Nhiêu tiền ký chị? 75 ngàn. 75 ngàn hả? À. Dạ. Lấy 75 ngàn. Bớt không? Không. 80 chứ. Sầu riêng hạt lép 9 cây mà. Dạ, 9 cây luôn ha. Ừ. Cái nào chị, cái nào đâu? Căng cho em, căng căng cho em trái đi. Rồi khua cho em luôn nha. Rồi, ok. Dạ, dạ. Chị lấy lựa em trái đi. Sầu riêng 9 cây luôn. Dạ, cái đó cũng được. Đây là lấy cái bự ra nha. Ăn hết. À, đây là sầu riêng của chú. Có nhiều muối không chị? Nhiều chứ. Muối này nó to nè. 2 kg mốt. Dạ.
là 150 hả? 100 157.500 đồng. Đây chị khui ra luôn nè. Chị nói là đây, sầu riêng này là 9 cây luôn đó cô chú. Đó. Khui ra cho em gửi xíu luôn nha. Dạ, em đi vòng em đảo là em lấy. Nhà dòng sầu riêng nhiều không chị? Nhà chị một mẫu. Một mẫu luôn hả? Wow. Cái đó còn sống hay gì ta? Chưa không? Cái trái nào mà thơm á, đưa cái trái kia coi nào. Cái trái ở ngoài, cái trái đó. Chưa luôn hả cô? Trái nào cũng nhiều. Thấy không? Thứ 3, 2 kg nô 2. Dạ. Đó, có muối, thấy muối ở đâu chú, muối bự luôn. Có muối bự luôn nha. Chưa có khô gành nữa hả chị? Chưa rành. Cho con thử thôi. Đưa hộp cho con thử á. Đây cô chú. Sầu riêng 9 cây luôn nha. Đó, sầu riêng 9 cây luôn. Rất là thơm. Đó. Nhìn ngon quá. Cơm vàng hạt lép. Muối nó bự không chị? Bự. Khu dây viên rất là khó luôn á cô chú. Wow. Muối nó cũng bự ha. Vậy là hết đó hả? Nhiêu tiền hả chị? Dạ em gửi tiền nha. Gửi tiền cho cô luôn. Chợ La Ngà, chợ rất là rộng luôn, nhưng mà người bán cũng ít, mà người mua cũng ít luôn cô chú. Đó, bên trong đây là chợ rau củ quả. Chợ cá thì nằm sâu bên kia cô chú. Con lấy đây ngay lát, con đảo lần lấy. Dạ con gửi luôn em lát là lấy. Rồi đi vô bên trong chợ rau củ quả nha cô chú. Có trứng nè. Cúc lộn. Kẹt xe luôn. Thank you.
Rau, củ quả, trái cây nữa nè. Bà có muốn hả chị? Rồi rau củ quả. Dạ em đi qua phim chợ buôn bán. Dạ. À. Quay hàng thôi cô chú. Thì chợ này thì cũng chắc ít có người quay đó nên mấy anh chị đây không có quen. Đây là chợ cá thịt. Cà chua. Dạ. Chân hành ơi cô chú. Dạ, tại em quay cho ta biết chợ là ngà luôn á chị. Dạ. 2 ngày rồi đắt ha. Dạ. Dạ, cá thịt bên trong là cô chú. Hiện đây là toàn là cá thịt không một chút, nhưng mà rất là vắng luôn nha. Đó. Em quay quang cảnh ở đây cho cô chú xem thôi. Bữa nay vắng vậy hả chị? Sáng gì vắng vậy đó hả? Trời, chợ này như này là đông rồi đó. Dạ. Thấy chợ vắng quá, tội nghiệp mấy cô với mấy chị. Này là đông lắm rồi đó. Dạ. Ngày qua em đi quay chợ Giấc Mơ cũng đông lắm. Dạ. Ở đây có mấy chị bán thịt nè. Đó. Này con nhộng hả chị? Đúng rồi. Dạ. Đặc sản luôn. Đó, cô chú chị có mua nhộng vô đây mua nè, chị có bán nhộng nha. Ngày nào có hả chị? Dạ. Ngày nào có. Dạ. Cảm ơn chị, chúc chị bán đắt nha. Đây rau củ. Thấy người ta đi chợ cũng thưa thớt cô chú. Dạ. Em qua YouTube á chị. Tình hình của chợ La Ngà. Đó, rau củ quả thì rất là nhiều luôn. Bán con cây nhíp với cô. Đây, cô bán như... Dạ, em quay chợ. Mấy chị ở đâu chị? Dạ. Dạ. Cho em gửi. Ủa không lấy này à? Muỗng cà phê. Dạ. 16-30. Đây cô bán ăn tới trưa luôn hả? Bán tới trưa. Dạ. Lấy cho em cái bằng chả anh găng luôn. Cái này mềm mềm á. Cái này 3 cây 20 ngàn, để em lấy mấy cây? Dạ. Lấy cây mềm mềm á. Ờ, cái này vừa xài em lắm.
rau nó còn không lấy luôn nha. Chờ 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 đây chờ anh Trăng ba cây 20 cây, 2 cây 15 ngàn lấy bán mặt bỏ xỉ không? Dạ cũng được nữa, lấy con 3 cây đi. 3 cây 20 ngàn. Dạ 3 cây 2 cây. Dạ cái nhíp đâu mà dạ. Rồi tới đây mình sẽ đảo ra cho chú ơi, mình sẽ đi về cầu La Ngà để quay cá đó cho chú bạn xem nha. Cảm ơn cô. Rồi cô về nha cô, chúc cô đắt nha. Dạ dạ rồi. Dạ em quay cảnh chợ chỗ này chỗ kia chị, đúng rồi. Chị đi chợ thôi chị bán. Quản lý chợ đây. Gì hả? Rồi lấy sầu riêng về luôn. Dạ hiện tại thì em đang đứng ở đầu cầu La Ngà này cô chú. Thì theo quốc lộ 20 á, mình sẽ gặp một cái chợ cá, chợ khô bán rất là nhiều đặc sản ở đây luôn. Đặc sản ở đây là khô cá lóc nè, rồi khô cá kiềm, cá sấu nữa. Thì em sẽ ghé ở đây để em quay một vòng cho quý bạn xem. Có dịp đi ngang đây du lịch thì ghé mua đặc sản như đây ăn nha. Đây là khô cá lóc nè cô chú. Đó. Anh này em hỏi thì khô 1 kg là 170 khô cá lóc. Cá lóc nuôi nghe cô chú. Đó là ngon luôn, đi ngang đây là nghe mùi khô à. Đó, đây là quốc lộ 20 nè. Ở đây thì có bán rất là nhiều khô, rất là nhiều cá. Thứ bảy chủ nhật á thì đông khách, còn ngày thường thì rất là ít luôn. Đây khô bao tử cá lóc, chả cá thắt lát. Cá chép luôn, rất là nhiều. Ở đây thì ngày nào cũng có rất nhiều cá cô chú. Đây cá đây. Vắng khách rất là vắng luôn. Ở đây thì chủ ra đi nghỉ ngơi cô chú ơi. Khoảng 9 giờ sáng rồi. Đó. Đây khô cá lóc người ta phơi thế nè cô chú. Hôm nay thì bến cá cũng rất là ít cá luôn cô chú. Hồi nãy em có ghé bến cá nhưng mà rất là ít. Ở quốc lộ 20 thì có chợ cá này là nổi tiếng nhất. Đây có chỗ này anh bán cá thắt lát nè, chả cá. Đây khô đây. Chắc là em mua khô về nhà ăn quá. Tại vì khô mình có thể để lâu được. Rồi. Rất nhiều loại khô luôn. Anh ơi, bán khô cho em đi. Có gì anh? Dạ, khô cá ở đây nổi tiếng cái gì chị? Thường ta mua khô gì nhiều á? Thường thì nói chung là cũng chung chung với nhau thôi. Dạ. Cá đó là cá kiềm phải không chị? Dạ, liềm kiềm mà. Dạ. Dạ. Sẵn chị cho em hỏi giá một số loại khô để khách du lịch đi ngang ta mua nghe chị. Dạ. Còn cá lóc bông nó lại khô cứng luôn đó thì nó 170. Dạ. Còn mình thắng á là 150. Dạ. Đó, cá lóc bông. Còn cá lóc bông mình đây hả chị? Dạ, còn cá kia cá ba sa. Cá ba sa, còn cá này chị? Cái đó là 150 nó một nắng. 150 một nắng. Còn nó khô cứng luôn á. Dạ. Còn cái này khô cá lăng. Dạ. Cái này nó đổi, cá lăng nha hay là cá lăng mình chị? Cá lăng nha. Cá lăng nha cô chú. Có lăng xanh có nữa. À. Có cái này làm ký bao nhiêu chị? Cái này nó còn tươi thì nó là 200 một ký, còn nó khô này là 300 hoặc 250 nó cũng tùy giá. Dạ. Đây là có số điện thoại của chị luôn nè. Cái này mình có ship xa được không chị? Dạ
có, em có gửi đi Sài Gòn, có nắm đi nước ngoài cho người ta, người ta đặt là em biết không thì kia em gửi đi cho người ta. Dạ. Để được bao lâu ta? Em cũng không biết, tại cái chị đó chị lấy chồng ở bên nước ngoài là chị mua về xong rồi chị ra bên kia chị bán lại á. Dạ. Dạ. Chắc là để cũng lâu ha. Dạ. Về mình bảo quản được ngăn đông á là mình ăn được lâu. Dạ. Đây rất nhiều loại khô ngon lắm cô chú. Cá chấm hả chị? Dạ, chấm cỏ. Em mua em để được 2 ngày không? Đi nước ngoài ha. Em về An Giang. Về An Giang hả? Về An Giang vài ngày. Ngày Đồng Tháp. Ngày hả? Ủa chỉ Đồng Tháp hả? Dạ. Dạ. An Giang thì ngang tỉnh Hòa rồi đó. Dạ. Em ở... anh về thì nếu tạm thời giờ mình chưa có về quê á. Dạ. Thì mình để cái bọc không ở ngoài. Dạ. Về tới đó là mình để vô ngăn đông. Xài dạ. Ở ngoài. Tại cá này em không có xài quá chắc, không xài gì hết á. Dạ. Nên để nó mau ha. Dạ, nó mau hơn cái hàng mà người ta để quá chắc. Dạ. Đây, cá kiềm. Chị căng cho em 1 ký cá kiềm đi chị. Cá kiềm nãy chị nói 1 ký như em quên rồi. 450 ha. Dạ. Cá kiềm này cũng tùy giá, nó vô mùa là có 200-250 ha. Dạ. Còn cá nàng. Cái này bằng khô luôn hả chị? Không anh, cái đó là chả. Chả. Cá là chả. Dạ. Cá này là bán sao chị? Cá này hả, nó cũng có hai loại giá, có loại hả là chị đem nó lên hay xuống xuống á. Dạ. Cái này là phát trong hiện tại giờ bán 109. 109. Nhiều lúc có 200-178. Dạ. Cá mới to luôn. Cá mới to luôn. Đây khách hàng đâu. Dạ. Cá mới. Cái này là chả rồi hả chị? Đó. Cô chú có đi du lịch đi ngang đây thì ghé mua chả, cá rất là ngon luôn nè. Ngon, cá mới là. Dạ. Chị sẵn lát khi giới thiệu cá cho em luôn nha chị. Dạ. Dạ. Cá tư đúng không anh? Dạ đúng rồi. Đó. Đây là chị đang làm chả đó. Anh mà được nhỏ này quay nè, nó đã nè. Cái này à. Nó sẽ siêu dạ. Đỉnh luôn. Dạ. Sẽ nhanh lắm. Dạ. Giờ là sẽ đi lại cho anh quay đây thôi. Sẽ biệt rồi. Chị sẽ mấy con lên chị. Sẽ mấy con lận? Để đủ bán như này thôi, để đủ bán. Dạ. Ai đặt đó, mấy cái đồng cái ảnh em ngồi sẽ hay nó chiều bán cho Canada gì đó. Cái cá này nè, mình sẽ khảo sẵn như đang người ta nó cá pha. À. Là mình phải sẽ cho ta coi luôn phải không? Nãy nó chả ký như em quên rồi ta. 109. Có tùy theo giá cả, nhiều khi bảy trăm tám hai trăm nữa không chừng. Dạ. Này, chả nè. Vậy cá này là hộp của Hồ Chi An luôn hả? Dạ. Hay là nhập cho chú khác lại? Nuôi đây ha. Dạ. Nuôi ở. Nhiều khi mình hụt quá, chỗ mình hụt quá thì mình ta lấy hầu thì em biết thì chỗ lại ta giao cho em á. Dạ, nuôi ở sông La Ngà. Mấy ký không vậy nó làm bực bực một bà. Chuyên nghiệp luôn ha. Cái sức nó mạnh á, dạ. Lại nó biết làm á. Em làm đâu lại nó đâu. Dạ, chị bán là sao bạn đó hả? Dạ. Mấy chị em hùng chung với nhau á. Dạ. Bán ở đây cũng lâu hả chị? Còn mấy người đầu tiên á có quán gì ra thì bà đó cũng lâu rồi, bà đó 17 năm. Đây có rất là nhiều cá luôn, thì em sẽ quay từng loại cá và hỏi giá để cô chú anh chị bạn có đi ghé mua nha. Anh đây mình bán cá gì là nhiều nhất anh? Cá lăng đa số là cá lăng. Cá lăng là cái này đúng không?
cá lăng lớn nha cô chú. Cá lăng này bao nhiêu ký anh? Cái đó giờ 190. Mà 190. Câu này là lúc trước cá này thì nó rẻ đấy. Dạ. 100 ngàn. Dạ. 100 ngàn. Nó hết cá nó bốc á lên. Dạ. Dạ. Con này là khoảng ký không anh? Ký mấy? Dạ. Còn cá này anh? Cái đó là lăng vàng. Cái lăng vàng. Lăng sông á. Lăng sông luôn ha. Còn bên đây là cái lăng sông luôn hả? Đây là nuôi. Đây là nuôi. Nuôi có sông có. Dạ. Còn cá trong cái hồ này là cái gì anh? Cá nheo. Cá này là cá nheo với cá chép giòn. Cá nheo cái chép giòn. Cá nheo là khoảng bao nhiêu ký anh? 140. Dạ, 140 cũng rẻ ha, giống như cá leo chưa? Đúng rồi, nó dòng họ với cá leo, cá chèm. Đây. Con này là con dòng họ con cá leo. Một ký là 140 nha cô chú. Con này là cá chép giòn đúng không anh? Đúng rồi. Anh giòn này là ở Bình Điền mình đưa lên không á? Ở đâu anh? Ở Bình Điền. Bình Điền, Bình Điền của Sài Gòn ha. Dạ. Còn cá chính giữa, cá lớn là cái gì anh? Cá cha bò đó. Cá cha bò bự quá ha. Còn là khoảng mấy ký anh? Còn nó chừng chục à. Một 10 ký hả? Cá cha bò nữa chú. Bự lắm, khoảng 10 ký luôn anh. Là một ký khoảng bao nhiêu tiền? 170. Dạ. 170. 170. Là con này là khoảng 1,7 triệu cô chú. Cá cha bò bự lắm. Cá này là cá tự nhiên luôn hay là cá nuôi anh? Nuôi có, tự nhiên có. Dạ. Còn cá này là con cá lăng này. Cá lăng này nó chết chưa anh? Nó gần chết. Gần chết rồi. Dạ. Con này là con cá chạch quế nè. Em thấy con cá gì nó có cái lường bông bông vàng vàng với cái lường anh. Là con cá gì? Đó là lăng hồng vĩ. Dạ. Lăng hồng vĩ. Đó là con là này lăng hồng vĩ đó. Anh đang dở lên được không ạ? Con cá lăng này lăng gì anh? Lăng hồng vĩ. Lăng hồng vĩ. Nó có cái lượng vàng vàng ở dưới đó cô chú. Dạ rồi. Cá đó là ký nhiêu anh? 170. 170 luôn cô chú. Đó. Ở đây mấy cái sạp này là của anh luôn hả? Đúng rồi. Ở bên kia từ cái tủ kia ra lại ở đây là của nhà. Dạ. Em quay con bà ba nè. Bên này thì bán anh cũng bán ít hơn 7 nhật cô chú. Đa số là bán khách du lịch ha. Ồ, bà ba ký nhiêu tiền anh? 200 à? 280. Dạ. 280 chút. Đây là cá chai bò nè. Anh quay gần cá chai bò cho chú xem nha. Mình dỡ lên được không anh? Nó cho dậy chứ. Dậy lắm hả? Mạnh mà. Dạ. Phải dỡ lên được là em. Dạ anh dỡ lên nè. Tại cá bự lắm cô chú ơi. Đó nó lội lên được. Dạ. Cô chú có đi ngang mua cá chai bò thì ghé đây nè. Cá bự lắm. 10 ký. Còn đây là con cá chép giòn với cá leo. Đó, nằm dưới hồ cô chú. Dạ cảm ơn anh nhiều nha. Tiếp tục mấy cái sạp còn lại nha cô chú. Ở đây cũng cá cũng nhiều lắm. Em ơi, sạp này sạp bến là chung hả? Dạ. Đó đây cũng có cá nè. Nãy em nói có lăng, con cái lăng đó cái lăng gì anh quên ta? Hồng Vĩ á. Hồng Vĩ. Đây còn cá lăng hùng vĩ cô chú. Con này nó bự lắm ha. Con này nó bự là khoảng mấy ký? Mười mấy luôn hả? Đó cô chú. Cá lăng hùng vĩ. Đó giờ em mới gặp cái loại cá lăng này luôn á. Đó. Có lăng đá. Lăng đá. Cái lăng. Bên đây hả? À, cá lăng hùng vĩ nãy em nói ký nhiêu tiền anh quên rồi ta. Trăm bảy hả? À. Đây cá chạch quế cô chú. Nãy giờ em cũng đã hỏi giá từng loại cá hết cho chú nghe đó. Đây cá lăng cá cá lăng nha quá à. Cá lăng nha cô chú. Đó. Xã bên kia là khác nha em. Bên đó là hay chung. À bên đó là riêng nữa hả? À. Em hả? Anh đi quay cũng được. À, anh cảm ơn nhiều nha.
bên đây tới cũng có sạp bán cá rất là nhiều này cô chú. Wow, có lăng bự lắm. Đó. Rất nhiều cá luôn. Cá lăng này chắc 10 kg quá. Đây cá lăng này bự lắm. Còn cá nằm nằm đó chắc cũng còn cá leo quá. Ờ không phải cá leo cô chú ơi. À, ở đây cũng có một sạp bán khô cô chú, 140, 150, 170 đủ loại giá luôn. Xíu nữa em sẽ nhờ anh ra giới thiệu cá cho cô xem nữa. Khô này để được mấy ngày anh? Khô này để được cả tuần, 10 ngày. 10 ngày luôn hả? Đang đông nha. Dạ. Đó, rất là nhiều loại khô. Ở trên em là có khô cá bỏi, còn ở đây là khô cá lóc, khô cá điêu hồng với liềm kiềm là nhiều á. Đây. Có nhiều con cá lóc luôn. Anh ơi, cá lóc này là cá lóc đồng hay là nuôi anh? Nuôi có đồng có anh. Dạ, cá đồng thì mắc hơn hả? Cá đồng là 170, 160 kg. Dạ. Cá đồng thì 160, 170 kg. Dạ, đây cá đồng đây nè. Đây, cá đồng. Lấy cá đồng này không? Em để cho. Dạ, lấy không có lấy nửa cái này nửa ký kia được không? Dạ được. Thử, anh thử cho biết. Để em quay số điện thoại với lại địa chỉ của anh cho cô chú biết nha. Dọc ở đây thì cũng có nhiều cái sạp bán lắm cô chú, nhưng mà em sẽ quay một số sạp cho chú anh chị bạn biết giá, tại vì mấy sạp này bán cũng gần như là giống nhau cô chú, đều bán cá chép giòn nè, rồi cá lăng. Cá lăng cá leo. Cá bự lắm cô chú ơi. Giới thiệu cô chú là một số cá của cái sạp tên là Hồng Hải. Đó. Mấy liền. Dạ. Mấy liền á. Dạ. Mấy liền á. Mà... Cá này là cá tai tượng. Cá tai tượng á. Dạ. Đó. Cá dịch lấu luôn hả anh? Dịch lấu. Dạ. Đó. Cá tai tượng một ký bao nhiêu tiền anh? 120 kg anh. 120 kg. Đó, cá tai tượng nha cô chú. Rồi. Bên đây là cá lăng. Cá lăng nha, đuôi đỏ xong anh. Dạ. Anh dỡ cái đầu lên được không anh? Được. Dỡ cho bà con coi. Đó. 250 kg. 250 kg. Dạ. Cá lăng xong. Cá lăng xong. Cá lăng xong 200 kg. 200 hả anh? Dạ. Cá này cá nhỏ. Wow. Còn cá trong đây có bự nè. Cá này là 170.000 một ký. Wow, khoan, 170 hả anh? Dạ, 170. Cá này là 170.000 kg đó cô chú. Cá đó là cá hùng vĩ. Dạ. Đó. Còn cá trong cái hồ này là cá gì anh? Cá lăng nha, đuôi đỏ anh. Với con cá này cá cha hả? Cá cha dầu. Cá cha dầu. 1 kg 120. Dạ, còn cá lăng nha anh? Lăng nha thì 200.000 một ký. Dạ, hồi đó giờ em mới gặp con cá cha dầu luôn á. Nãy đừng tưởng đâu là con cá leo không à. Cá này là ở hồ Chi An hả đâu anh? Đúng rồi, hồ cầu Lăng Nga. Dạ. Cầu Lăng Nga. Đó, còn ở đây là có rất là nhiều cá luôn nè. Cá chép giòn. Chép giòn, chép sông. Quá nó sập khô chưa anh? Dạ, sập khô quay rồi. Đó, anh đã giới thiệu giá cho cô chú nghe đó cô chú. Nhiều loại cá lắm. Cá chép nè. Rồi anh giọt luôn rồi. Rồi. Rồi tới đây thì em cũng xin kết thúc video với em đây nha. Những cái sạp này thì bán cũng gần giống nhau chút, nên em sẽ không có quay những sạp kia, thì sạp kia cũng rất là nhiều luôn á. Đó. Những cái sạp bán khô cá nhiều luôn đó chú ơi. Rồi tới đây thì em cũng xin tạm dừng video của em tại đây. Cô chú anh chị bạn có đi du lịch đi ăn đây thì ghé những cái sạp này mua khô nè, cá này rất là nhiều sạp bán luôn. Trong video ngày hôm nay thì em có sử dụng số tiền của cô chú Trương Trần, em sử dụng là 600.000, số tiền còn lại là 800.000 nha cô chú. Cô chú Trương Trần.